chào mừng quý vị đang đến với chương trình Sàn Chiến Giọng Hát mùa thứ 6. Hãy cùng gặp gỡ các nhà đấu giá trong đêm đấu giá hôm nay. Nhà đấu giá số 1, ca sĩ Hồ Trung Dũng. Nhà đấu giá số 2, nghệ sĩ ưu tú Đại Nghĩa. Nhà đấu giá số 3, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Nhà đấu giá số 4, ca sĩ Thu Ba. Nhà đấu giá số 5, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Và cùng chào đón người điều khiển cuộc đấu giá hôm nay, ca sĩ, diễn viên Bạch Công Khanh. Bạch Công Khanh thân ái gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Sàn Chiến Giọng Hát mùa thứ 6. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Sàn Chiến Giọng Hát do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với công ty Mega GS thực hiện, phát sóng hàng tuần thứ năm lúc 20:30 trên kênh VTV3. Và ngày hôm nay trong các thành viên của ban đấu giá có sự quay trở lại của nghệ sĩ Đại Nghĩa. Dạ. Trong vai một trong những vị thần độc ác nhất. Trời ơi. Ủa lộn. Vị thần độc ác. Tôi đang nở một cái nụ cười rất là thánh thiện luôn á. Thì em cũng biết rồi, nhân vật ác nhất không phải là anh. Trời, sao chỉa quá vậy? Em thuận tay xin Long, em thuận tay thôi. Bây giờ tôi nói mọi người dành nhau thì dành, nhưng mà ngày hôm nay có người mới. Dạ. Làm ơn bớt lời lại. Ngày hôm nay có sự xuất hiện của một đóa hồng mới, đó là ca sĩ Thu Ba. Lần trước chị tham gia Sàn Chiến Giọng Hát với vị trí là người chơi. Ngày hôm nay khi mà mình ngồi vị trí này, chị cảm thấy như thế nào? Tự nhiên ngồi đây thấy hồi hộp kinh khủng luôn. Bởi vì là lần trước thấy mọi người đấu giá hăng quá, và bây giờ em thì rất là kiệm lời, không biết là sẽ đấu như thế nào nữa để có thể qua được những cái đa cây đề. Bây giờ chị chỉ em nè, em nắm chặt tay anh Long đi. Anh Long á rất là giỏi, rất là lanh, rất là nhanh, nhưng mà được cái là dạy gái. Thôi bây giờ anh Long nói một câu trước khi mình bắt đầu chương trình anh nhé, để gọi là xoa dịu tinh thần của các vị đấu giá còn lại đi. Đúng rồi, bây giờ mọi người có tranh giành nhau đi chăng nữa thì đây cũng là một cái tiêu chí của chương trình, là muốn cho chương trình hấp dẫn thôi. Chúng ta dù cho có tranh giành ai đi chăng nữa thì cái phần thắng cũng là của chúng ta thôi. Dạ không. Tại sao vậy? Ai thắng người đó hưởng chứ, tự nhiên cái người thắng cái là của chúng ta. Hưởng gì? Có nhiều khi anh nhường cho em cũng nhường anh cho anh. Chưa bao giờ anh nhường em hết trơn anh. Hôm Long nay anh nhường cho em. Chưa bao giờ anh nhường luôn. Em sẽ thấy hôm nay anh nhường cho em. Dạ để coi. Dù cho anh có đâu thế nào anh Long là chuyên gia nè, tôi không đấu giá đâu, rồi tôi ngồi im nè, một hồi ổng cũng lật lết à. Tại vì không ai đấu giá thì anh phải lên tiếng thôi. Anh có ơi, đâu im là chưa bao giờ mà không quay đấu giá hết trơn đó anh. Ai cũng đấu hết trơn mà đấu không lại anh thôi. Và bây giờ ngày hôm nay Khanh hy vọng rằng bốn người chơi cũng sẽ mang đến cho chúng ta những trải nghiệm rất khác, và đương nhiên giọng hát của họ đều rất là tuyệt vời. Bây giờ sẽ là ca khúc đầu tiên, họ sẽ cùng nhau hòa giọng thể hiện một ca khúc cho chúng ta. Xin mời. Ở vị trí số 1. Thế vậy chắc phải là người quen đó em ơi. Vị trí số 2. Vị trí số 3. Cuối cùng, vị trí số 4.
Thưa quý vị, trước mắt chúng ta là diện mạo của bốn người chơi ngày hôm nay, họ sẽ cùng tranh tài. Chắc là chúng ta cũng thấy rõ rồi chứ ạ. Thấy rõ chỗ nào? Đeo mặt nạ che hết nửa cái mặt rồi, thấy đó có là cái bởi vì Khanh chưa tiết lộ ngày hôm nay đây là một tập rất đặc biệt, bởi vì tất cả các người chơi này đều là những người đã từng tham gia sàn chiến giọng hát ở những mùa trước. Họ đều mang lại cho chúng ta những phần thể hiện rất tuyệt vời, những phần trình diễn rất ấn tượng, và ngày hôm nay chương trình đã mời họ quay trở lại để một lần nữa thách thức sự phán đoán của các nhà đấu giá cũng như là quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Chúng ta sẽ bắt đầu lựa chọn vị trí đầu tiên, anh Đại Nghĩa xung phong. Đó là bảng số 4. Nhưng mà không biết khi anh chọn bảng số 4 này để mở ra thì Khanh có đồng ý hay không? Anh cứ chọn thử xem. Vâng. Nếu vậy thì tôi sẽ chọn số 3. Vậy thì Khanh sẽ quyết định số 1. Hãy cùng Khanh tìm hiểu về hai dữ kiện của cô gái đang đeo mặt nạ màu đỏ. Dữ kiện đầu tiên của bạn là gì ạ? Ổn. Dữ kiện thứ hai? Bà Ly Dò. Ổn hả? Dạ. Bạn này ổn lắm. Anh nói hồi người ta không ổn đó. Sau khi mà tham gia chương trình sàn chiến giọng hát mùa trước, dạ, thì bắt đầu từ đó cho đến giờ giây phút này là bạn ấy đã ổn định với cái cuộc sống và với cái cuộc đời ca hát của bạn ấy. Ba lý do có nghĩa là bạn ấy có ba lý do để tham gia chương trình này trở lại. Thứ nhất là bạn ấy muốn thử thách với bản thân của bạn ấy để xem lần này bạn ấy trở lại đây có hơn lần trước hay không, hay và đó, có đạt được kết quả tốt hơn lần trước hay không. Thứ hai, bạn ấy muốn khẳng định với ba mẹ bạn ấy rằng con muốn cho ba mẹ biết rằng con của ba mẹ rất bản lĩnh. Cái lý do thứ ba bạn ấy tới đây là vì tiền. Không có đâu, không có đâu, cái này bậy rồi, cái này bậy rồi. Cái lý đem, do thứ ba nó phải triệu, là đem về 30 triệu cho gia đình, anh sẽ đấu giá em hết số tiền của anh luôn, 30 triệu luôn. Dạ, yeah. Chị Vân, chị có hoàn toàn đồng ý với ba lý do của anh Long không? Cái lý do thứ ba đó phải là một lý do một sự cảm ơn. Bạn bước ra từ sàn diễn hát, lần này bạn trở lại như là một lời cảm ơn với khán giả. Tức là sau khi mà bạn từ sàn diễn giọng hát, bạn đi ra thì khán giả của bạn nhiều hơn. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phiên đấu giá thứ nhất. Xin mời. Quý vị thân mến, ở phiên đấu giá thứ nhất chúng tôi có 90 giây. Số tiền khởi điểm ở phiên đấu giá này là 500.000 đồng. Mỗi lần tăng chúng ta được phép tăng thêm 500.000 đồng mà thôi. Và mình đấu giá hợp lệ khi mà mình cầm tấm bảng, mình giơ lên và nói đúng số tiền giống như hành động mà anh Đại Nghĩa đang làm. 30 triệu. Tất cả sẵn sàng, phiên đấu giá thứ nhất bắt đầu. 500, 1 triệu. Anh Nghĩa 1 triệu, chị Vân 2 triệu. 2 triệu. Anh Dũng 2 triệu. Anh Long 2 triệu rưỡi. 3 triệu. 3 triệu rưỡi. 4 triệu. 4 triệu rưỡi. 5 triệu. 5 triệu rồi. 5 rưỡi. 5 rưỡi bên đây. 6 triệu. 6 rưỡi. 7 triệu. 7 rưỡi. 8 triệu. Anh Nghĩa 8 triệu hợp lệ. 8 triệu rưỡi. 9 triệu. 9 rưỡi. 10 triệu. Anh Long 10 triệu. 10 triệu rưỡi. 11 triệu. Chị Thu Ba 11 triệu. 11 rưỡi. 12 triệu. 12 rưỡi. 13 triệu. 13 rưỡi. 14. 14 rưỡi. 15. 15 rưỡi. 16 triệu. 16 rưỡi. 17 triệu. 17 rưỡi. 18. 18 rưỡi. 19. 19 rưỡi. 20. 20 rưỡi. 21. 21 rưỡi. 22. 22 rưỡi. 23. 24. 24. 24 rưỡi. 25. 25 rưỡi. 26. 26 rưỡi. 27. 27 rưỡi. 27 rưỡi rồi. 28 rưỡi. 29. Anh Nghĩa 29 rưỡi. 30. Trời ơi, anh có 29 rưỡi lại phải đâu 30. Em chậm quá Thu Ba. Chậm lắm à. Chính màu đỏ ấy đã mang lại chiến thắng cho anh Đại Nghĩa. Yeah. Anh Đại Nghĩa đã sở hữu được tiếng hát của người chơi vị trí số 1. Bây giờ sẽ là phần trình diễn của cô gái ở vị trí này. Xin mời. Cô ta dẫu em những hôm không về nhà, dẫu em từ trong ánh mắt, từ trong lời nói anh luôn giấu em. Em sẽ đứng im em nhìn xem trái tim em sẽ chịu đựng được
một người em đang yêu thương, em đang chăm sóc, đang lừa dối em. Và nếu như có một ngày anh không thấy em, và em sẽ nói rằng anh hãy đi đi anh cô nằm thật chặt đôi tay của em còn chậm, và anh xin lỗi em. Và nếu suy nghĩ của em sẽ không như vậy, sẽ không phải là em mà là cô ấy. Em không phải là người đi đến cuối cùng, sẽ không phải là em đúng không? Trong ánh mắt, từ trong lời nói, anh luôn giấu em. Em sẽ đứng im em nhìn, xem trái tim em sẽ chịu đựng được. Một người em đang yêu thương, em đang chăm sóc, đang lừa dối em. Và nếu như có một ngày anh không thấy em, và em sẽ nói rằng anh hãy đi đi. Cô nằm thật chặt đôi tay của em còn chậm, và anh xin lỗi em. Và nếu suy nghĩ của em sẽ không như vậy, sẽ không phải là em mà là cô ấy. Em không phải là người đi đến cuối cùng, sẽ không phải là em đúng không? Anh cô nằm thật chặt đôi tay của em còn chậm, và anh xin lỗi em. Và nếu suy nghĩ của em sẽ không như vậy, sẽ không phải là em mà là cô ấy. Em không phải là người đi đến cuối cùng, sẽ không phải là em đúng không? Xin giới thiệu tiếng hát Diệp Anh. Vâng, lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào tới anh Bạch Công Khanh, chào tất cả các ban đấu giá, toàn thể quý vị khán giả ở trường quay cũng như là quý vị khán giả đang xem đài ạ. Dạ, em là Diệp Anh ạ. Xin chào Diệp Anh, ngày hôm nay rất vui bởi vì bạn đã quay trở lại với sàn chiến giọng hát. Bây giờ hãy cùng nhau tâm sự và chia sẻ về hai dự kiện của mình. Dạ vâng, em xin chia sẻ về dự kiện đầu tiên là ổn ạ. Dạ, cũng như các ban đấu giá đoán ở đây là sau khi tham gia mùa trước thì cuộc sống của em ổn hơn. Em được nhiều người, nhiều khán giả biết đến hơn và cũng có được tham gia nhiều game show hơn. Bên cạnh đó thì em cũng phải chịu áp lực bởi vì phải cân đối giữa việc học và việc làm theo đuổi đam mê của mình. Vì em vẫn đang học ở ngoài Hà Nội mà công việc của em lại trong thành phố Hồ Chí Minh nhiều hơn. Không biết là phải vì lu bu công việc quá không mà em mất luôn người yêu ạ. Và hôm nay em xuất hiện tại đây và cũng muốn nói cho người ấy rằng bây giờ em ổn rồi. À, hiểu rồi. Thế còn dự kiện thứ hai là gì ạ, Diệp Anh? Dạ, dự kiện ba lý do là em đã có dự định cho bản thân mình là sắp tới em sẽ vào thành phố Hồ Chí Minh để lập nghiệp ạ. Lý do thứ nhất là em cảm thấy trong này cơ hội rộng mở hơn, sẽ tốt cho công việc của em hơn. Và lý do thứ hai là tình cờ chị gái em cũng vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp năm ngoái. Cho nên là bây giờ mình đi theo chị luôn. Em nghĩ là có chị có em sẽ ổn hơn. Và lý do thứ ba là em muốn xa nơi làm cho mình lòng mình đau thương ấy ạ. À, rất là dễ thương, đó là hai dự kiện của Diệp Anh. Bây giờ dạ chúng vâng. Ta sẽ cùng nhau chia sẻ về phần trình diễn vừa rồi. Xin chào em. Mình cũng đang sống với cảm xúc của chính mình, cho nên anh rất là hiểu.
Và anh chỉ hy vọng rằng là em sẽ một ngày nào đó hát bài này và ổn thật, để không cần phải chứng minh cho cái bạn đó là mình ổn. Chỉ cần nhìn thấy em, nghe em hát thôi, thì người đó sẽ ngay lập tức cảm thấy vô cùng tiếc nuối và muốn quay trở lại với em. Đôi khi khán giả cũng sẽ không đánh giá chúng ta dựa trên yếu tố về mặt kỹ thuật. Mặc dù kỹ thuật đương nhiên nó là cái nền tảng, cái sự cơ bản để cho một người nghệ sĩ thành công. Nhưng mà khi chúng ta có một chút cái cảm xúc cá nhân của mình trong đó, thì cái phần trình diễn của mình với em là bài hát, chẳng hạn như với anh thì nó sẽ là những vai diễn, nó sẽ được thăng hoa hơn rất nhiều. Mình có thể mình rất buồn vì bài hát đó, nhưng mà làm thế nào để cái giọng hát của mình làm khán giả khóc mới là cái điều thành công. Cảm ơn các anh chị rất nhiều vì đã cho Diệp Anh những lời khuyên. Và hy vọng rằng những chặng đường sắp tới của bạn sẽ thật sự là thuận lợi và nhiều điều rộng mở hơn nữa. Bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của Diệp Anh. Xin mời. Quý vị đã quay trở lại với sàn chiến giọng hát và Khanh đã có số điểm dành cho tiếng hát của Diệp Anh. Không biết là quý vị khán giả tại trường quay dành cho cô gái này bao nhiêu điểm trong lần trở lại này. Đây là phiên đấu giá thứ nhất cho nên Khanh sẽ không làm mất thêm thời gian của quý vị nữa và sẽ mở phong bì ngay bây giờ. Wow, 93 điểm, chúc mừng Diệp Anh. Và bây giờ hãy cùng Khanh đến với phiên đấu giá tiếp theo quý vị nhé. Chị Thu Ba thân mến, đây là cơ hội của chị. Chị thích số mấy ạ? Thì chị muốn là mở số 4 ra. Dạ. Hãy cùng Khanh tìm hiểu về chàng trai vị trí số 4 theo sự lựa chọn của chị Thu Ba. Mời bạn chia sẻ về dữ kiện thứ nhất. Được. Thế còn dữ kiện thứ hai? Lý tưởng. Nghe giọng bạn này chắc hát giọng nhạc truyền thống cách mạng. Khanh mời bạn đấu giá phân tích về dữ kiện này. Có thể là sau khi tham gia sàn diễn giọng hát xong, khi mà bạn được nhiều thứ quá rồi, thì có một cái sự định hướng nói là ít nhất con làm cái điều này con đi hát thì để làm cái gì. Đó, cho nên rằng bạn quyết định là bạn sẽ chọn cái điều đó. Mà cái lý tưởng này ở đây nó mang tính lan tỏa một chút. Ví dụ là sau đó bạn chuyển hẳn sang là hát nhạc đỏ chẳng hạn, hoặc là cái nhạc chữ lành, ví dụ vậy đó. Cũng có thể là bạn này, lý tưởng của bạn ấy là bạn sau khi tham gia chương trình này rồi là bạn đi hát bất cứ nơi nào, bạn hứa với nguyện với lòng lý tưởng của bạn để hát bất cứ chương trình nào, bạn không bao giờ lấy tiền. Dạ, chúng ta còn phân tích gì thêm lý tưởng gì các chị ơi? Đúng giá đi ạ. Dạ không đồng gì để phân tích thêm đúng không ạ? Thấy quen. Phiên đấu giá thứ hai bắt đầu. Thưa quý vị, phiên đấu giá thứ hai, thời gian là 60 giây và số tiền khởi điểm là 1 triệu đồng. Mỗi lần tăng chúng ta được phép tăng thêm 1 triệu thôi nha chị Thu Ba. Tất cả sẵn sàng, phiên đấu giá thứ hai. Bắt đầu. 1 triệu. 2. 3 triệu. 4 triệu. 5 triệu. 6 triệu. 7 triệu. 8 triệu. 9 triệu. 10. 11 triệu. 12 triệu. 13. 14 triệu. 15 triệu. 16. 17 triệu. 18 triệu. 19. Chị Thu Ba 19. 20. Diệu Vân 20. 24 triệu. 22. 23 triệu. 23 bên đây. 24 triệu. 25. 25. 26 triệu. 26. 27 triệu. 25. 27. 28 rồi. 29 triệu. 30. Trời ơi là Dũng 30. Dũng 30. Người chiến thắng chính là một thành viên của ban đấu giá. Chúng lẽ chiến thắng là quay phim. Chúng lẽ người ngoài. Chị em mình đó hả? Vậy tao nhường cho Thu Ba đi. Coi như ai thắng cũng được hả chị Vân ơi? Thế thì chị Vân là người thắng ạ. Chúc mừng chị Vân. Chúc mừng chị Hồng Vân, chị đã sở hữu được tiếng hát của người chơi vị trí số 4. Bây giờ chúng ta sẽ xem phần trình diễn của anh ấy. Anh về, thôi anh về, dù em hay vô tình, vì anh còn suy tư xa em rồi, xa em rồi, còn đâu nữa, tìm đâu
môi người yêu. Tình yêu sao còn suy tư, người đi đã vui trốn xa, người tình xa tầm tay anh, người tình xa anh đi rồi. Người ơi còn thương chi nữa, giết chết thơ ngày, em khóc cho em đêm nay, ai khóc cho em ngày mai. Em ơi thời gian gần gũi nào được bao nhiêu, mà khi rời gót lòng đầy cô liêu, nên xa em rồi tôi nhớ em nhiều. Em ơi thà không gặp gỡ, thà đừng quen nhau, đừng cho hình bóng, đừng nhìn nhau lâu, tôi không ôm ấp kỷ niệm đơn đau. Tôi muốn nói lên trọn lời êm đềm, kề tai em bằng con tim một người yêu em. Chưa nắng cháy sợ gió núi, xô sóng khơi tan vỡ mau, nên tôi nghẹn lời ôm cuộc đời vạn phần lẻ loi. Tình yêu mới vừa hôm qua mà nay mắt trong mắt cay, lệ nhòa tan nguồn tin yêu, lệ nhòa trôi cơn mê đầy. Người yêu giờ xa xôi lắm, cướp mất hương yêu, em khóc cho ai đêm nay, ai khóc cho em ngày mai. Người yêu khóc tình ngu si, lệ khô đắng môi tim mi, lệ tràn trôi tình yêu anh, lệ tràn suy tư mang về. Người yêu gầy xanh sao quá, đánh mất thương đau, em khóc cho ai đêm nay, ai khóc cho em ngày mai. Em ơi, 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 thời gian gần gũi nào được bao nhiêu, mà khi rời thoát lòng đầy cô liêu, nên xa em rồi tôi nhớ, nhớ em nhiều. Em ơi, thà không gặp gỡ, à đừng quen nhau, đừng cho hình bóng, đừng nhìn nhau lâu, tôi không ôm ấp kỷ niệm đơn đau. Tôi đứng đó như hình một pho tượng, chờ ai đây, đợi ai đây, và tìm ai đây. Nghe nuối tiếc gào thét giữa muôn sóng khơi, nghe trái tim rung lên bồi hồi, mong gì gặp lại lần thứ hai. Nghe nuối tiếc gào thét giữa muôn sóng khơi, nghe trái tim rung lên bồi hồi, mong gì gặp lại lần thứ hai. Xin được giới thiệu tiếng hát Nguyễn Hân. Xin chào Nguyễn Hân. Dạ, lần đầu tiên em xin chào MC và Công Khanh. Dạ, em xin gửi lời chào trân trọng đến năm nhà đấu giá, đến toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi tại trường quay, cũng như quý vị đang theo dõi sàn chiến giọng hát trên sóng VTV3. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chào Nguyễn Hân, chào mừng bạn đã quay trở lại. Trước khi chúng ta nghe Nguyễn Hân chia sẻ về hai dữ kiện của anh ấy, thì Khanh xin nhắc lại thêm một cái lần nữa tại sao Khanh truyền hồn báo tin cho chị Vân. Tại vì ở mùa thứ hai, chị đã trả lại tiếng hát này. Chắc chắn là nếu phải trả bạn này để chọn một bạn kia thì chắc chắn
chắn là câu chuyện của bạn kia nó có một cái gì đó khiến cho chị xúc động, mà mình cũng như là bạn Hân sẽ gọi là sẽ giống như là mình sẽ nhường cái việc đó cho cái câu chuyện. Có nghĩa là người kia khiến cho chị xúc động hơn, đúng không? Đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nghe Nguyễn Hân chia sẻ về hai dữ kiện. Dạ thưa anh, thưa năm nhà đấu giá thì em chia sẻ dữ kiện đầu tiên. Dạ. Đó là về chữ được. Thì nhân đây thì em cũng xin được kết nối lại với cô Hồng Vân. Đúng là lần đầu tiên con bị trả lại trong một chương trình, nhưng mà con không nói con bị trả mà con là con được trả. Theo như những gì anh Công Khanh và quý vị khán giả theo dõi thì rõ ràng mùa giải đó thì cô đã rất đắn đo, và thậm chí đó là lần đầu tiên cô Hồng Vân rơi nước mắt tại sàn Chiến Giọng Hát để mà phải đắn đo và trả lại Nguyễn Hân để nhường một cơ hội tiếp theo cho một bạn có cơ hội được đứng lại sân khấu. Và điều đó cũng gây rất là nhiều nuối tiếc cho khán giả theo dõi sàn Chiến Giọng Hát. Và con phải nói là con cảm ơn những giọt nước mắt của cô, con cảm ơn cái lần trả đó của cô để con có được rất là nhiều tình cảm từ quý vị khán giả. Và đó là chữ được đầu tiên con muốn chia sẻ. Ồ, vậy hả con? Thôi làm cho cô cũng đỡ. Đỡ tội lỗi. Bị tội lỗi ha. Ngoài cái chữ được trả đó thì Nguyễn Hân được quý vị khán giả đó yêu thích, yêu mến và ủng hộ rất là nhiều sau sàn Chiến Giọng Hát. Dạ, tại vì khi em đi làm thì rất là nhiều khán giả và khách hàng yêu cầu em phải thể hiện lại cái phần trình diễn ngày hôm đó đúng cái liên khúc và cái tác phẩm đó. Và một lần nữa em xin cảm ơn sàn Chiến Giọng Hát đã mang em đến gần với khán giả hơn. Yeah, hay quá. Cảm ơn Nguyễn Hân. Bây giờ chúng ta sẽ nghe Nguyễn Hân chia sẻ về dữ kiện thứ hai. Hiện tại bây giờ thì ngoài là một ca sĩ chuyên nghiệp đi hoạt động nghệ thuật thì em còn là một giảng viên thanh nhạc. Thì lý tưởng của em đều liên quan tới âm nhạc. Và lý tưởng gần nhất thì em muốn là thực hiện một live show cho riêng mình trong thời gian sắp tới. Và thêm đó là trên sân khấu đó còn có cả những học trò của em. Khi các bạn đủ trưởng thành, đủ vững vàng, em cũng muốn các bạn trở thành đồng nghiệp của mình, cùng tham gia góp mặt vào cái live show của mình. Đó là cái lý tưởng mà em muốn chia sẻ đến các anh chị ạ. Hy vọng rằng lý tưởng đó sẽ trở thành hiện thực trong thời gian không xa. Cái mà anh rất là thích khi mà nghe một người hát đó là anh biết tính cách của họ làm sao. Anh hình dung được con người ở phía sau của họ như thế nào. Có thể nó không đúng hoàn toàn, nhưng mà nó cũng một phần nào. Bởi vì anh quan sát thấy ca sĩ tính cách của họ làm sao thì cách hát của họ, nếu mà họ thực sự khai thác được hết nó, thì mình sẽ cảm nhận được rất là rõ. Thì anh thấy em là một người thiện á. Cái chữ thiện, cái giọng hát có một cái sự chữa lành, dễ làm người khác chữa lành. Và em cũng rất là thông minh trong việc xử lý. Em giữ được những cái đặc trưng của dòng nhạc, nhưng mà em vẫn đưa vào cái sự trẻ hơn và những cái nốt riêng của em, cái yếu tố cá nhân của em một cách rất là mượt mà, không có gây khó chịu cho cả người trẻ lẫn những người mà đã quen với dòng nhạc này. Cho nên là anh thực sự rất thích cái phần trình diễn vừa rồi. Cho nên là chúc mừng em phần vừa rồi của em. Nếu như mùa 2 cô có cái điều gì làm cho con buồn lòng thì mùa này coi như cái chuyện mà cô đấu giá được con á, Âu cũng như là trời tha thứ cho cô rồi đó, đúng không? Trời nó giống ơi. Như là một cái định mệnh. Bây giờ bắt đầu biết đâu được. Bây giờ cái quan trọng là bây giờ lần này em có trả hay không thôi. Lát trả giờ đó. Lát trả giờ đó. Em vẫn có thể em trả. Đừng có để tôi giữ dằn lên nghe, tôi đang nói thì một lát nữa mình biết biết là chị Vân có trả hay không. Mọi thứ nó vẫn còn phía trước mà. Khanh ơi anh rành lắm anh ơi. Khanh ơi, thưa quý vị, bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát này. Bỏ qua tất cả những phần vừa rồi làm cho chúng ta phân tâm nha quý vị ơi. Mời quý vị khán giả bình chọn cho tiếng hát của Nguyễn Hân. Quý vị, đây là phiên đấu giá thứ hai, cho nên là các nhà đấu giá đang có quyền hoàn trả lại tiếng hát mà họ đang sở hữu. Bây giờ chúng ta sẽ nghe quyết định của chị Hồng Vân trước. Em nín đi, đừng có hỏi chị nữa. Không trả. Rồi thôi. Tôi muốn chứng minh tất cả cho mọi người thấy là cái tấm lòng tôi nó đã kiên quyết như vậy rồi. Dạ. Ok. Bây giờ mới tới anh Dĩa. Chị có quyền. Giờ mới em vui ơi. Nè. Tấm gương rành rành trước mắt như vậy rồi. Anh đâu có dạy gì mà đi vào vết xe đổ. Vậy quyết định có nghĩa là không trả. Không trả.
Số điểm dành cho Nguyễn Hân là 96 điểm. Nguyễn Hân, Nguyễn Hân, Nguyễn Hân. Chúc mừng Nguyễn Hân. Yeah, yeah. Nghĩa là Nguyễn Hân sẽ tiếp tục với sàn chiến giọng hát đêm nay. Và chúng ta phải tạm chia tay với cô gái rất là dễ thương Diệp Anh. Và lát nữa mình sẽ gặp lại ở cuối chương trình nhé. Bây giờ hãy cùng Khanh đến với phiên đấu giá thứ 3. Bây giờ chúng ta còn hai vị trí số 2 và số 3. Không biết anh Long thì anh sẽ chọn số mấy? Anh hả? Dạ. Chắc chắn chọn số 3 luôn. Xem biết hay quý vị. Thôi ôi, em rành anh quá. Yes, anh Long ok rồi. Dạ. Number 3. Chúng ta cùng đến với vị trí số 3. Dữ kiện thứ nhất của bạn là gì ạ? Lợi dụng. Dữ kiện thứ hai ạ? Mục tiêu. Lợi dụng của em ở đây là em đang lợi dụng cái hình thể của em. Hả? Ủa? Cái con người của em, khuôn mặt của em, em đang lợi dụng cái đó để em đem ra giống như là một cái vũ khí sắc bén khi em bước ra sân khấu. Cái đó mình phải dùng là tận dụng chứ anh. Không, lợi dụng. Tại vì sao tận dụng nó thấp hơn cái chữ lợi dụng đó. Không, anh nói vậy nghe thực dụng lắm. Thế thì từ mục tiêu là sao anh? Mục tiêu của em đến giờ phút này là em khẳng định cái mục tiêu của em đi là đường ca hát. Và em sẽ tìm ra được một cái live show của em trong tương lai mà chưa biết là ngày nào. Thật ra là trước khi mà tham gia cái chương trình này và ngồi ghế này thì chị thấy anh Long là một người anh cực kỳ đáng tin luôn, vì chị đi diễn rất là nhiều lần rồi. Cho đến khi cho đến bây giờ thì em nghĩa cười rất nhau nãy từ nãy giờ. Em vẫn tin anh, em vẫn tin anh. Vẫn tin em ạ, phải tin thôi. Có lẽ là trong một cái mùa trước nào đó khi bé này tham gia, anh Long ban đầu cũng chọn cô bé này, nhưng thật ra đó chỉ là tung quả mù thôi. Lợi dụng cô ta, qua xong bỏ chốt, mục tiêu quay lại trả thù. Trời ơi, để sao mà sau đó lấy một cái giọng hát khác, ôm con đồ quá vậy. Sau đó lấy một cái giọng hát khác mà anh Long đã dám từ trước đó, cho nên đó là cái sự lợi dụng đó. Mục tiêu là gì? Đến đây chứng minh cho anh thấy rằng anh đã sai. Bây giờ sẽ là viên đấu giá thứ 3. Thưa quý vị, ở phiên đấu giá thứ 3 thì thời gian đấu giá là 30 giây. Số tiền khởi điểm là 2 triệu đồng. Và mỗi lần tăng chúng ta được phép tăng thêm 2 triệu thôi nha quý vị ơi. Bắt đầu. 2 4, 4 triệu. Hên đi Dũng. 4. Chị thua 3 4 triệu. 6 triệu. 8 80. 12 triệu. 14 triệu. 16. Chị thua 3 16. Kêu đi. 18. 20 triệu. 20 bên đây. 22. 24. 24. 26. 26 rồi. 26 lần 1. 28. 30. Chốt. Hồ Trung Dũng đã chốt 30. Chúc mừng anh Hồ Trung Dũng. Yeah. 30 triệu. Bây giờ chúng ta sẽ xem cô gái ấy trình diễn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
theo ngàn cơn gió. Bên kia sóng vọng về tiếng ta, dòng ai hát điệu buồn xót xa. Được giới thiệu tiếng hát Huỳnh Như. Xin chào Huỳnh Như, chào mừng bạn đã quay trở lại với sàn diễn. Dạ em xin phép chào ban đấu giá chương trình, khán giả tại trường quay và khán giả thân thương đang theo dõi chương trình qua màn ảnh nhỏ. Em tên là Huỳnh Như. Bây giờ Khanh mời Huỳnh Như chia sẻ về dự kiện của bạn. Dự kiện đầu tiên đó là lợi dụng. Dạ. Thật sự là cái từ lợi dụng nó gây sự kịch tính rất là nhiều khi mà em nhìn vào mắt của anh Long. Dạ, thật ra là khi mà tham gia chương trình đó thì em được mọi người biết tới nhiều hơn là em đã lợi dụng được chương trình là tạo một cái giá trị cho bản thân. Dạ, tại vì em được rất là nhiều, em được rất là nhiều cho nên em thấy chắc cái này mình lợi dụng rồi quá. Chứ không phải tận dụng thì nó chưa đủ đô. Nó chưa có đủ đô, tại vì nó em thật sự là em cảm thấy mình đột phá hơn. Dạ. Dạ. Thế còn mục tiêu là sao? Dạ, mục tiêu của em là khi mà mọi người search lên Facebook, YouTube á, tìm ở trên thấy mạng, cái tên, tìm cái tên của em trên mạng thì sẽ cái hình ảnh và những sản phẩm em làm sẽ hiện ra đầu tiên. Dạ, đó là mục tiêu của em thôi. Có nghĩa là bạn mong rằng cái tên của mình sẽ đến gần hơn với khán giả. Dạ, đúng rồi. Vâng ạ, đó là hai dự kiện của Huỳnh Như. Bây giờ chúng ta sẽ nghe ban đấu giá bắt đầu chia sẻ về về những gì mà họ đã cảm nhận sau khi nghe Huỳnh Như hát ca khúc Gió Bất. Ra thì chị chuyên hát những cái bài nhạc buồn ấy. Nhưng mà thật sự là khi mà nghe bài của em thì thật sự buồn thật. Em là một trong những người rất là ít khi mà lấy được nước mắt của chị khi mà chị nghe một bài hát gì đó. Chúc mừng nghe. Cảm ơn chị ạ. Rất nhiều ca sĩ dân ca hát bài này rồi. Và cái người mà hát mà thể hiện là thành công nhất không ai ngoài hơn là chị Hương Lan á và chị Phi Nhung. Hai người đó đã tạo nên cái bài hát này ấn tượng vô cùng luôn. Mà ngày hôm nay em hát á,
có một cái gì đó riêng của em. Tại vì cái chất giọng của em nó mỏng, nó rất hợp với bài hát này. Xin chào Huỳnh Như. Dạ, đầu tiên là anh phải nói là anh rất là vui khi mà anh có được giọng hát của em. Anh rất là thích trình diễn của em. Em hát nó rất là mộc mạc, và đó là cách mà anh thích nhất khi mà nghe giọng nhạc này. Người nghe sẽ không ấn tượng ngay lập tức với em, cần một thời gian để làm quen dần với giọng hát của em. Và cái mà của em làm rất là hay đó là em chìm hoàn toàn vào không gian riêng của em. Em không cố diễn với bất kỳ ai đây hết, mà hình dung được cả mỗi không gian ở dưới quê nó như thế nào, và tự nhiên cái anh cũng cảm giác theo. Đó là điều mà không phải ca sĩ nào cũng làm được. Và đến cuối thì anh có xém khóc, cái cảm xúc mà em truyền được nó chạm đến anh. Và đó là một cái thành công cực kỳ lớn. Dạ, em cảm ơn anh. Cảm ơn chia sẻ của anh Hồ Trung Dũng. Và Khánh nghĩ rằng đó cũng là tâm sự cũng như là những chia sẻ chung của các nhà đấu giá còn lại. Bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay chúng ta bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của Huỳnh Như. Xin mời. Thưa quý vị, sàn chiến giọng hát đã quay trở lại và trên tay của Khanh đã có kết quả bình chọn dành cho tiếng hát của Huỳnh Như. Và đây là phiên đấu giá thứ 3, cho nên chúng ta sẽ xem các nhà đấu giá đang sở hữu giọng hát họ sẽ quyết định như thế nào. Khanh mệnh Hồ Trung Dũng sẽ quyết định trước. Anh đang dùng 30 triệu để sở hữu được tiếng hát của Huỳnh Như đấy ạ. Anh không trả. Không trả. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một quyết định rất là khó khăn của chị Hồng. Em đừng hỏi nữa, tôi nói cũng không trả. Chị Hồng Vân không trả tiếng hát của Nguyễn Hưng thêm một lần nào nữa. Như vậy thì bây giờ Khanh sẽ mở phong bì để xem Huỳnh Như nhận được bao nhiêu điểm quý vị nhé. Số điểm dành cho Huỳnh Như là 95 điểm. Thua một điểm thôi. Đúng, sao sao. Mặc dù trên lệch chỉ có một điểm thôi, nhưng mà với kết quả này thì chúng ta phải tạm chia tay với Huỳnh Như ở đây. Và chúng ta sẽ gặp lại cô ấy ở cuối chương trình. Và chúc mừng cho Nguyễn Hân vẫn sẽ tiếp tục với sàn chiến giọng hát đêm nay. Và quý vị ơi, ngay bây giờ hãy cùng Khanh đến với phiên đấu giá cuối cùng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về dữ kiện của chàng trai vị trí số 2. Thưa quý vị, chàng trai này sẽ có hai dữ kiện tiết lộ cho chúng ta ngay bây giờ. Xin mời bạn, dữ kiện thứ nhất là gì ạ? 11 tháng 4. Kiện thứ hai của bạn là gì ạ? Lời khuyên. Anh nghĩ là chắc là lần trước bạn ấy tham gia nhận rất là nhiều lời khuyên của hội đồng đấu giá. Trời ơi. Và chắc là ngày hôm nay thì bạn sẽ đến, một là bạn chứng tỏ lời khuyên nó sai hoàn toàn, hay đến là áp dụng ngược lại đó em. Hay là áp dụng những lời khuyên đó và một phiên bản mới của bạn. Thế còn 11 tháng 4 là gì ạ? Thì bây giờ ngày 11 tháng 4 thì mình có thể nghĩ đó là một ngày quan trọng với bạn ấy. Có thể là ngày sinh nhật, hoặc là ngày bạn ấy bước vào nghề ha. Hoặc là ngày tham gia chương trình. Có thể đó là một cái sự kiện, một cái dấu mốc mà bạn ấy nhớ. Cho nên là bạn ấy đưa ra cái dữ kiện này 11 tháng 4 là cái ngày không thể nào quên. Lần trước bạn tham gia, rồi với những cái lời khuyên của mọi người, bạn đã rút ra được một cái điều gì đó mà bạn cảm thấy là ô, mình chưa, vì mình chưa có cái lời khuyên đó cho nên là con đường đi của mình nó chưa đạt được như ý mình mong muốn. Thế thì cái lần đó bạn mới nhận được một cái lời khuyên, lời khuyên đó thì bạn áp dụng, và bây giờ bạn ấy rất là thành công khi mà bạn áp dụng cái lời khuyên đó. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đấu giá ngay. Phiên đấu giá thứ tư bắt đầu. Thưa quý vị, phiên đấu giá cuối cùng này sẽ quyết định nhà đấu giá nào sở hữu được tiếng hát của người chơi vị trí số 2. Chúng ta có 15 giây và số tiền khởi điểm là 3 triệu đồng. Mỗi lần tăng, mình được phép tăng thêm 3 triệu. Thời gian. Bắt đầu. 3 6 9 12 triệu 15 18 triệu 21 24 triệu 27 30. Ôi trời ơi, em ngơ ngác thế. Vô chi. Làm sao mà qua được anh Long. Đây là một bài học kinh nghiệm cho em. Chúc mừng anh Kim Tử Long, anh đã sở hữu được tiếng hát của người chơi vị trí số 2.
30 triệu đồng đã được bỏ ra rồi. Và bây giờ hãy cùng Khanh theo dõi phần trình diễn của chàng trai ở vị trí số 2. Anh đã mất những phút vô tư thuở nào, từ khi em đến mang những yêu thương nồng trao. Và khi anh biết đã cách xa em thật rồi, thì bao thương nhớ này đã không bao giờ vơi. Ôi biết bao lời đắng cay trên miệng đời đã xua tan giấc mộng lứa đôi. Anh vẫn mơ hình bóng em yêu suốt đời, dẫu không bao giờ đến bên người ra đi. Để sầu lên trăng vàng đêm xuân, chiếc trên đời vắng lệ chia ly. Nàng còn thắm đôi vai gầy năm đêm cuối vẫn còn tha thiết. Em hỡi, mình đã không chung tình duyên xa rồi. Ta hận trách nhau chỉ cho lòng nghẹn ngào chút xót. Thôi, mình xóa cho nhau niềm đau cùn hận, để thuyền lòng nhẹ sang ngang. Mối tình đầu lấp chôn sâu khi em qua cầu, làm hành trang ta tiễn nhau. Biết rằng đời sẽ quên mau hay coi như mình chẳng hề quen nhau. Khi anh biết anh đã yêu em thật nhiều, là khi anh biết bao đắng cay trong tình yêu. Làm sao vơi bớt những nỗi yêu thương ngọt ngào, và bao say đắm giây phút đôi ta gần nhau. Anh trôi tim mình giữa nỗi đau ngọt ngào, đã theo anh mãi về chốn nào. Cho dù ta đã cách xa nhau suốt đời, nhưng dù yêu còn mãi không rời. Người yêu hỡi, mình xóa cho nhau niềm đau cơn hận, để thuyền em nhẹ ghé sang ngàn xuôi trèo tìm vui duyên mới. Đường muôn lối hình bóng theo ta ngày đêm không rời, đời còn mình anh thôi. Mối tình đầu lấp chân sau khi em qua cầu, làm hành trang ta tiễn nhau. Biết rằng đời sẽ quên mau hay coi như mình chẳng hề quen nhau. Sau khi em qua cầu, làm hành trang ta tiễn nhau. Biết rằng đời sẽ quên mau hay coi như mình chẳng hề quen nhau. Xin được giới thiệu tiếng hát Nguyễn Đình Tuấn Dũng. Xin chào Tuấn Dũng. Xin chào tất cả các quý vị khán giả. Xin chào toàn thể ban đấu giá và MC Bạch Công Khanh. Xin chào mừng Nguyễn Đình Tuấn Dũng đã quay trở lại với sàn chiến giọng hát. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe Nguyễn Đình Tuấn Dũng chia sẻ về hai dự kiện của anh ấy. Dự kiện đầu tiên nhé.
Dự kiện đầu tiên là 11 tháng 4 ạ. Là cái ngày mà Tuấn Dũng vừa mới phát hành cái album đầu tay của mình. Và đó là một cái cột mốc hết sức là quan trọng trong cái con đường âm nhạc của Tuấn Dũng. Thì ngày hôm nay cũng mượn cái cơ hội mà được đứng ở đây thì xin được coi như là Tuấn Dũng giới thiệu đi ha. Giới thiệu về cái album đầu tay của mình, và hy vọng là tất cả các quý vị khán thính giả trên toàn quốc cũng như là các anh chị trong ban đấu giá này ủng hộ Tuấn Dũng. Vâng ạ, đó là dự kiện 11 tháng 4, một ngày rất quan trọng. Và dự kiện còn lại ạ? Kế đến là dự kiện lời khuyên. Thì có một cái may mắn cho Tuấn Dũng sau trở về từ sàn chiến giọng hát mùa trước á, thì sau khi mà được phát cái bài hát đó lên thì được rất là nhiều người xem, rồi rất là nhiều người khen có và thậm chí là chê cũng rất là nhiều. Có một cái lời khuyên mà Tuấn Dũng cho là rất là hữu ích với bản thân mình, đó là có vị khán giả nói là hãy cứ hát nồng nàn nhất có thể, hãy cứ hát một cách tự nhiên nhất có thể, bởi vì cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ chạm đến trái tim. Xin được chân thành cảm ơn cái lời khuyên đó và hết thảy những cái lời khuyên khác rất là nhiều để Tuấn Dũng có cái động lực bước tiếp trên con đường âm nhạc của mình. Cảm ơn những chia sẻ của Nguyễn Đình Tuấn Dũng. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của ban đấu giá dành cho phần thể hiện vừa rồi. Thật ra thì cũng khai thật luôn là vừa thấy mở ra số 2 thấy bóng dáng người em của mình rất là quen thuộc. Chỉ nói rằng là Dũng hãy cứ là Dũng, và cái giọng nam trầm này rất là hiếm. Và hôm nay cũng thế, một cái bản mix up mà chị cảm thấy là cũng rất là hợp với em luôn. Cố lên. Hồ Trung Dũng xin chào Tuấn Dũng. Ban đầu thực sự mà nói khi chưa nhìn ánh mắt á, thì ở trong cái phong thái đôi khi nó cảm giác là hơi có một chút gì đó tự cao. Nhưng mà khi mà ánh mắt mở ra và khi hát thì mình thấy đó là sự tự tin và hiểu chính mình. Và anh rất là vui khi mà nhìn thấy được những con người được hát cách mà mình muốn hát. Hát không phải chỉ để làm bài hát nó tròn trịa hay là nó ngoan hiền, mà bởi vì đó là cách mà tôi muốn hát bài hát đó. Và mọi người có thể lựa chọn đến cùng tần số của tôi hoặc mọi người bước đi. Tôi rất vui nếu các bạn đến, tôi cũng không buồn nếu các bạn đi. Và hãy cùng lắng nghe tôi hát và cùng chìm trong không gian đó của tôi. Cảm ơn em. Cảm ơn anh Dũng rất nhiều về những lời khuyên. Và bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho Nguyễn Đình Tuấn Dũng. Xin mời. Quý vị, đây đã là phiên đấu giá cuối cùng, cho nên các nhà đấu giá đang sở hữu giọng hát họ sẽ không có quyền hoàn trả lại tiếng hát mà họ đang sở hữu nữa. Ở thời điểm này thì anh Kim Tử Long, anh đang dùng 30 triệu để sở hữu được tiếng hát của Nguyễn Đình Tuấn Dũng. Và chị Hồng Vân cũng đang dùng 30 triệu để sở hữu được tiếng hát của Nguyễn Hân. Và Nguyễn Hân đang nhận được 96 điểm là lượt bình chọn của khán giả tại trường quay. Trong đêm nay, giọng hát nào giành số điểm cao hơn sẽ là giọng hát giành chiến thắng. Hai bạn này đồng điểm nhau. Ai sẽ là người chiến thắng trong đêm nay? Giọng hát nào thật sự giành chiến thắng? Ngang tài, ngang sức, tôi nói như thần. Tôi nói như thần. 96 điểm. Trong trường hợp hai giọng hát bằng điểm nhau thì ba nhà đấu giá còn lại mỗi người sẽ phải đưa ra quyết định cá nhân của mình. Chị Thu Ba sẽ là người quyết định trước. Thế thì hai giọng hát này đều là hai giọng hát đẹp. Thì lỗi Nguyễn Hân vì chị chọn Nguyễn Đình Tuấn Dũng. Chị Thu Ba đã chọn Nguyễn Đình Tuấn Dũng. Và em mời anh Đại Nghĩa chọn. Anh luôn luôn sẽ ủng hộ những cái người bạn mà anh cảm thấy rằng là họ đã cố gắng rất là nhiều nhưng mà dường như có khi may mắn chưa mỉm cười lắm với họ. Và anh quyết định người mà anh sẽ lựa chọn ở cái vòng cuối cùng này, đó chính là Nguyễn Hân. Nguyễn Hân. Như vậy thì quyết định của anh Hồ Trung Dũng cũng sẽ là quyết định chung cuộc của chương trình đêm nay. Đơn giản chưa? Quyết định cuối cùng của anh sẽ là... Nguyễn Hân. Nguyễn Hân. Như vậy thì Nguyễn Hân có hai sự lựa chọn.
Nghĩa là Nguyễn Hân chính là giọng hát giành chiến thắng ở sàn chiến giọng hát đêm nay. Yeah. Một lần nữa chúc mừng cho chị Hồng Vân trở thành nhà đấu giá sở hữu giọng hát giành chiến thắng trong đêm nay. Bạn đã nhận được 30 triệu đồng. Và một lần nữa cảm ơn Nguyễn Đình Tuấn Dũng vì đã dành thời gian để đến với sàn chiến giọng hát, cũng như là tất cả các giọng ca còn lại trong đêm nay. Ngay bây giờ họ sẽ quay trở lại sân khấu và thể hiện lại ca khúc đầu tiên gửi đến chúng ta. Xin mời. Tối nay của sàn chiến giọng hát đến đây là kết thúc. Một lần nữa Khanh xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Và chúng ta sẽ còn gặp nhau vào tuần sau với khung giờ rất quen thuộc 20:30 thứ năm trên kênh VTV3. Chương trình sàn chiến giọng hát do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp cùng với công ty Mega GS thực hiện. Đến đây thì Bạch Khanh xin phép gửi lời chào đến tất cả quý vị.